ông nói em ơi trời ơi, anh không tưởng tượng ra luôn á, em đẹp hơn anh những gì anh nghĩ luôn á. Thì tự nhiên em kiểu như là bị khoái khen. Khoái chứ đúng không? Dạ giống như khen á rồi là bị khoái. MC Minh Đăng phải không? Anh kêu dạ. Bị sao? Nói dạ bị cái đó. Bị cái đó mà sao bị? Ông lén phén đúng không? Nhưng dạ không có đâu, bữa đó em đi thác. Cái thác cái suối trượt đó kêu là dạ em trượt ở thác em trượt xuống. Nó kêu ủa có cái vụ mà trượt mà chạy hả? Nói chung là tại vì anh biết mình là trai tân mà thì ngay cái đêm hôm đó thì em bị nạn. Thôi chị có sợ hãi không? Sợ với chị. Xong như là xong hết rồi là sợ. Chạy nhà vệ sinh ngồi cả buổi không chịu ra đó chứ. Khóc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son. Chào hai em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Dạ xin chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Đăng. Dạ em năm nay 38 tuổi. 38. Dạ công việc của em là làm MC dẫn chương trình. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Hà Lâm ạ. Hà Lâm. Dạ. Dạ em năm nay em 32 tuổi. Em chị rất là quen, em là hoa hậu doanh nhân đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em là hiện tại là hoa hậu doanh nhân đại sứ toàn cầu. Năm vừa rồi là em đã đi thi bên Thái Lan và được đặt giải nhất trong cái chương trình đó. Dạ. Nhưng mà Hà Lâm có phải là tên thật của em không hay là nghị danh? Dạ cái đó là nghị danh của em. Tên dạ, thật rồi. Của em là gì? Dạ em tên Lệ. Tên Lệ, Lệ. Dạ, cái gì Lệ? Nguyễn Lệ. Dạ dạ. Nhưng mà tại sao em lấy tên là Hà Lâm? Dạ ngay từ nhỏ là em rất là thích cái tên này rồi. Rồi bây giờ quay trở lại nghe, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu và ấn tượng về nhau như thế nào? Em gặp ông xã em trong cái trường hợp là gặp trong cái chương trình tiệc cưới thôi. Ngày xưa là em ở Sài Gòn thì lúc em về ở dưới quê thì có bà chị em là bà làm make up trang điểm cô dâu. Thì em đi theo với chị đi trong cái tiệc cưới đó phụ chị để làm make up cô dâu ấy. Thì tình cờ thì gặp anh làm MC trong cái chương trình đó. Dạ. Ấn tượng đầu tiên của em về anh MC này? Lúc đó là em rất là thích cái giọng nói của ảnh. Cái giọng nói của ảnh rất là ấm và rất là truyền cảm cho nên em thích. Còn về cái ngoại hình thì sao? Lúc đó ảnh rất là ốm, mà phải nói là ốm mà cao nữa mà đen nữa. Trời ơi tóc dài dài như vậy nè. Em ngoại hình là em không có ấn tượng nhiều nhưng mà em chỉ ấn tượng giọng nói. Là nghe thôi đó. Dạ, rồi, dạ. Còn em thì sao? Lúc đó em có gặp cô này không? Dạ lúc đó thì em cũng không có để ý gì. Mình thấy là cái người con gái này thấy cũng xinh đẹp, thấy cũng lạ lạ, tóc vàng vàng cũng dễ thương. Rồi sau cái chị của vợ em nói là em ơi Đăng ơi em cho em của chị hát một bài. Thì em mới xuống hỏi hát bài gì. Rồi kêu thôi em hát đâu em hát đâu. Cái em nghĩ trong bụng trời sao cái này nó chảnh dữ ta. Em thấy cái đám cưới đó thì nó cũng ít người. Sẵn dịp ở đây mình cũng muốn thử nghe cái cô này cô hát sao. Đó em mới mời lên hát. Xong mà thấy cũng hơi thích thích. Mà em có đứng phía sau em lén em dòm không à? Nguyên là chỉ nhìn lén thôi đó. Dòm dạ. Lén phải không? Dạ. Rồi sau đó là em chủ động tới em xin số điện thoại và làm quen đúng không? Dạ không phải. Sao nữa kể đi. Là bên này hả? Dạ, dạ thì sau cái hôm mà gặp nhau đó chị mới nói là em ở nhà tên Úc. Úc ơi, thấy thằng Minh Đăng á, thằng đó nó đen đen á, nhưng mà trời ơi, tính tình nó dễ thương lắm á. Chị có số điện thoại này không ấy, làm quen đi. Tại lúc đó, thời điểm đó là em đã chia tay với bạn trai em rồi. Thì em về là tình cờ gặp ảnh, thì chị em đưa số điện thoại cho em. Lúc đó thì em nghĩ là thôi gọi thử, giờ mình về đây không có bạn, buồn quá. Gọi anh đó có gì đi uống cà phê, gì cho vui thôi. Thì gọi thì bắt máy liền luôn. Mừng lắm. Dạ, lúc đó thì nói chuyện qua lại, cũng hỏi thăm này kia. Qua hôm sau thì em đi Sài Gòn rồi, vẫn giữ liên lạc là điện thoại thôi. Quen nhau như là kể chuyện về đêm không. 9 giờ tối nói chuyện tới 2 giờ khuya. Dạ. Anh kể chuyện cho em nghe giống như là coi em như là em bé hay sao á. Kể chuyện cô gái quàng khăn đỏ. Rồi tất cả những cái mẫu chuyện vui á, anh nói riết đến 2-3 giờ sáng luôn. Bao lâu? Gọi trong bao lâu? Dạ tụi em quen nhau trên điện thoại là nói chuyện 3 tháng sau. 3 tháng. Dạ. Rồi sau 3 tháng thì gặp mặt. Dạ sau 3 tháng gặp mặt. Gặp trong... ở Sài Gòn hay là gặp ở dưới ở quê? Dạ hẹn hò trên Sài Gòn. Rồi cái ngày đầu tiên mà sau 3 tháng mà mình nói chuyện bằng điện thoại á, thì cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau á, cái cảm giác nó như thế nào? Em thì thích lắm. Đúng rồi. Chị biết là cái một khoảng thời gian 3 tháng
Tại vì lúc đầu tiên nó giống như là hai người bạn gặp nhau thoáng một lần trong cái đám cưới đó, rồi bẵng đi một thời gian là không gặp nhau nữa. Có nghĩa là chỉ thích giao qua giọng nói thôi. Dạ, đúng chưa? Nghe nói. Cái lúc đầu tiên đã gặp thì em đã không có chú ý đến ngoại hình rồi. Cho nên là thành thử 3 tháng mà cứ nói chuyện suốt ở trên điện thoại thì em lại quên cái ngoại hình ảnh luôn. Thật sự em không hình dung. Lúc đó em chỉ nghĩ là ông này tóc dài dài, rồi da đen đen, vậy thôi, chứ không có hình dung được. Thì thật sự cái bữa đầu tiên mà em hẹn hò ảnh là gặp ngay cái chiều mưa, là ảnh vô tới Sài Gòn là mưa tầm tã luôn. Hết mưa em chạy ra, trời ơi em, thấy anh sao? Em thấy em tá quả luôn, em muốn quay xe về luôn. Trời ơi, ông thấy em khi ông mừng quá hay sao chị? Ông chạy qua, em mới nói là anh ơi, anh biết chạy xe không? Ông nói, ông trả lời với em là không. Dạ, cái em nói gì không em thì không. Anh ngồi phía sau đi, em chở. Thì chở ảnh tới cái khách sạn đó gần nhà em. Dạ. Thì tới đó xong cái ông mới nói em dắt anh vô luôn đi. Tại vì hồi đó giờ anh ít khi lên Sài Gòn, thì tưởng là không có quen ấy nhiều thôi. Bây giờ em dắt anh vô luôn đi. Dạ. Dạ thì em cũng dắt. Xong rồi em nói em về nhanh. Ông nói trời ơi, thì ngồi nói chuyện tí xíu nữa đi rồi về. Tự nhiên mới gặp anh cái đòi về liền. Anh chưa có kịp ngắm em sao nữa, anh vô anh hết khuôn mặt em rồi. Trời ơi, ông khen em rồi này nọ. Ông nói em ơi, trời ơi, anh không tưởng tượng ra luôn á, em đẹp hơn anh những gì anh nghĩ luôn á. Thì tự nhiên em kiểu như là bị khoái khen. Khoái chứ đúng không? Dạ, giống như khen á, là bị khoái. Mưa dạ. Lất phất rồi dạ. Một cái khung cảnh mà chỉ có hai đôi ta dạ. Rồi với lại với một cái giọng trầm ấm nữa. Dạ, dạ. Sau đó thì như thế nào? Dạ, thì sau đó thì hai đứa em đã gọi là yêu trước đó rồi. Có nghĩa là yêu cái tâm hồn, yêu cái cách nói chuyện. Tụi em gặp là để xác định luôn ấy. Thì đó, bữa đó thì cũng đã xác định luôn. Xác định luôn. Dạ. Là kể nghe coi sao em gan dữ vậy. Thì lúc mà vô trong khách sạn rồi á, thì thật sự đối với em thì đó là lần đầu tiên mà em vô khách sạn ở trong Sài Gòn. Tại vì em sống dưới quê quen rồi. Khi mà vô phòng á, cái mình thấy cái người yêu mình đẹp quá. Cái người đẹp quá rồi cái không biết sao á, tự nhiên cũng mình thương. Thương ghê lắm, cái mình nghĩ trong bụng làm sao để giữ lại được. Lấy luôn. Lầy luôn. Có nghĩa là cưới luôn á. Mà giờ muốn cưới luôn thì làm lèo. Lèo hơn lẽ. Cái anh cứ khen biết à. Đẹp quá em ơi. Không nhận em đẹp ghê luôn á, em đẹp mà. Anh không thể nào mà anh nghĩ trên đời này có người con gái nào mà đẹp hơn em á. Trời ơi. Anh ơi, hồi đó thiệt sự là ổng ngọt mà ổng buông lời ngọt dữ lắm luôn á. Là em đâu có rồi, hiểu được. Giống như rồi xui chưa? Khen mà xui chưa? Dạ xui luôn. Xui luôn đúng không? Dạ. Coi như là đêm định mệnh luôn. Nhưng mà cô này có phải là người đầu tiên của em? Dạ đúng rồi anh. Nếu mà nói về người phụ nữ trong đời em thì vợ em là người đầu tiên của em. Dạ. Rồi sau đó là ở lại được mấy ngày hay là về liền? Sáng ngày hôm sau. Nói chung là tại vì anh biết mình là trai tân mà. Thì ngay cái đêm hôm đó thì em bị nạn. Em bị đánh mất xong rồi. Em cảm thấy là ôi không được, ngày mai phải về với mẹ. Rồi thấy tội nghiệp không? Đó anh cũng sợ hãi hả? Thôi chị. Có sợ hãi không? Sợ với chị. Xong như là xong hết rồi là sợ. Chạy nhà vệ sinh ngồi cả buổi không chịu ra đó chứ. Khóc. Tự kỷ đó bởi vì nhớ mẹ đó. Ủa đang em sợ gì đó? Thì thôi em cũng xin thưa là bữa đó em bị thương luôn. Nên là em phải vô nhà tắm đó em ngồi. Lo đúng không? Dạ. Rồi em phải về, em về để mà về tới mấy ngày sau là em mới dám đi khám bác sĩ. Em đi khám bác sĩ rồi bác sĩ chọc tới dù luôn mà chị biết cái cảnh rồi. Cảnh mà tự nhiên bây giờ cái đồ của mình giấu biết bao nhiêu năm nay mà tới bác sĩ và vạch cho bác sĩ. Mà bác sĩ có quen không mà chồng? Quen. MC Minh Đăng phải không? Em kêu dạ. Bị sao? Nói dạ bị cái đó. Bị cái đó mà sao bị? Ông lén phén đúng không? Dạ không có đâu, bữa đó em đi thác. Em đi thác em tắm, em có cái ở bên cái huyện Đức Linh nó có cái thác trượt á. Cái thác cái suối trượt á, kêu là dạ em trượt ở thác em trượt xuống. Nó kêu ủa có cái vụ mà trượt mà chạy hả? Nó dám nói dối bác sĩ. Dạ. Cái đó dạ thiệt, bữa đó uống rượu say trượt úp á, nằm úp người cái trượt xuống sao mà nó kêu ủa úp người là trượt, nó phải trượt răng chứ sao lại trượt cái đó. Và cuối cùng dạ. Là phải khai thiệt cho ông nghe đúng không? Dạ không khai luôn. Không khai luôn. Nhất định là không khai. Cứ một mực giữ quan điểm là đi trượt mà ổng mà ổng chữa đúng không? Dạ ổng đưa thuốc kêu rồi uống thuốc xong nhớ đi trượt nữa nha, mà trượt đàng hoàng ấy. Thôi chúc mừng em qua chương trình này rồi là ông bác sĩ cũng biết rồi. Biết dạ biết hết á. Dạ. Sau cái lúc mà chồng em về rồi á thì cái cảm giác em sao khi mà anh đã về dưới quê rồi á? Dạ lúc đó
tự nhiên em thương ảnh. Thực sự rất là thương. Ảnh về ảnh mới gọi điện cho em. Gọi điện cho em ổn không? Em sao rồi này kia, hỏi thăm em vậy đó. Trời ơi, xong cái em tắt máy luôn. Một tuần sau. Rồi xong cái tuần sau cái em mở ra, quá trời tin nhắn luôn. Rồi em ơi, anh làm gì có lỗi với em hả? Cho anh xin lỗi hay là sao em sao? Nói anh biết rồi này kia vậy đó. Em giấu, em không nói gì luôn. Lúc đó em cũng chưa nghĩ là mình có gia đình nữ là em cũng sợ đó. Chung là em cũng hoang mang lắm. Tự nhiên bây giờ đang kháng khích như vậy, cái khi mà mình trở về quê lại là coi như là mọi cái liên lạc cắt đứt hết. Em thì khoảng chừng 4-5 ngày đầu á, thì em gọi điện liên tục, có thể là một ngày em gọi cả 100 cái cuộc gọi. Em nhắn tin đâu là 70-80 cái tin nhắn không đó, mà không có một chút hồi âm nào hết á. Thì nhiều lúc em cũng muốn buông xuôi luôn. Em nghĩ thôi chắc có lẽ là người ta không còn thương mình nữa rồi. Em thì em có một cái là em không có phải là người đa tình. Có nghĩa là em yêu một người nào, yêu một người thôi. Rồi đến khi nào cuộc tình đó hết thì em mới chuẩn bị qua, em mới xác định qua người mới. Nhưng mà sau khi mà cô ấy mở ra thấy một loạt tin nhắn, rồi ai là người chủ động gọi trước? Dạ em gọi lại. Thì chắc là xúc động lắm đúng không? Dạ, rồi cái ông mừng lắm chứ anh? Trời ông mừng quá trời luôn. Ông mừng. Sao ông có phóng lên Sài Gòn nữa? Đang định nổi nó có lên. Ông có phóng lên nữa không? Một tháng sau. Dạ. Tháng sau mới lên đúng không? Một tháng sau dạ. Vậy là tình yêu của các em có thể gọi là lâu lâu thì mới gặp nhau. Dạ. Hay là yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa trong bao lâu? Tụi em yêu xa trong vòng một năm. Một năm. Dạ. Rồi sau khi tụi em lấy nhau rồi á thì là tụi em lên đây luôn hay sao? Dạ, dạ không. Thời gian đó là cưới nhau xong là có ở chung nhau hay là tiếp tục ở xa? Dạ, ở xa. Tiếp tục yêu xa. Dạ. Có nghĩa là tới bây giờ các em vẫn chưa có con luôn. Dạ. Dạ. Tụi em cưới lấy nhau mấy năm rồi? Tám năm. 8 năm rồi. Hy vọng là sau đây sẽ có con. Thôi. Rồi vậy là chút đi, chút nữa đi thì anh sẽ đúng rồi thể hiện nha. Đúng rồi, thể hiện tất cả cái tình cảm của anh. Bây giờ vậy đi. Hai vợ chồng em. Trước khi đến cái vấn đề thể hiện là bây giờ mình phải giải tỏa. Đó. Giải tỏa bằng cách mình nói xấu nhau đi. Dạ. Anh ấy có thật xấu không nè? Dạ, thì lúc mới cưới về thì cũng chưa đâu. Vì cưới về thì hai đứa em vẫn ở xa. Em ở Sài Gòn, ảnh vẫn ở dưới quê. 2 năm sau thì ảnh mới lên Sài Gòn với em. Trời ơi, về ở chung một nhà rồi mới thấy mở mộng á. Thấy ổng. Thấy cái gì? Ở dơ á anh. Vậy? Ở dơ đó, ngày 8-3 buổi mà bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Ví dụ như đi làm đồ là hay quăng. Dạ, rồi đi làm chương trình về hang. Rồi cởi áo ra quăng đó. Rồi em mới đi nhặt lại. Bắt đầu cởi cái gì quăng chỗ đó, không bao giờ mà để cho ngăn nắp hết trơn. Lúc nào cũng vậy mà nói nhiều quá rồi cái thôi để ổng tự giải quyết luôn. Nhiều khi hai chồng gây lộn vì cái chuyện đó không á. Dạ. Một cái nè. Rồi gì nữa? Trời ơi, chơi game. Mê chơi game. Dạ. Chơi tới mấy có giờ? Có bao giờ mà chơi thâu đêm suốt sáng không? Thâu đêm suốt sáng thì chưa có, nhưng mà cái thời điểm đó là chơi game 1-2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu nghỉ ngơi ăn uống gì đó rồi bắt đầu chơi tiếp. Rồi hút thuốc nữa chị, thời điểm đó hút thuốc là một ngày 2 gói thuốc. Bây giờ là bây giảm giờ đỡ chưa? Bây giờ thì em ngưng rồi, em ngưng nghỉ từ 2017 tới giờ là 3 năm rồi. Là 3 năm. Dạ, rồi là bỏ bớt. Anh ấy là một MC ha, chuyên làm những cái tiệc cưới. Vậy không biết là cái tính của anh có lãng mạn không? Có hay thường trời xuyên ơi, tặng hoa hay bày tỏ tình cảm với vợ không? Dạ. Không biết người ta sao chứ thực sự là từ hồi lúc mà yêu đến bây giờ luôn á, chỉ có những cái ngày lễ là em được đúng một cây bông hồng thôi. Vậy mà thôi. Tại sao không tặng một bó mà tặng một cây? Em thử một lần rồi, hồi đó em mua một cái bó bông đó mà em tính là hình như là 450. Em đem về em tặng cho vợ em thì em được nhận lại một cái nhìn chồng trăng này nè. Tiền đồng ông mua bông như vậy. Tiền đồng ông mua bông như vậy. Đúng. Tiền này ông đưa cho tôi đi, cho mua bông làm gì? Có ăn được không? Là bà nói hả? Dạ. Cái sau này cái em mua cái bông thì giống như là tài chính em giờ là vợ em nắm hết. Mà dụ như em chi tiêu em làm cái gì mà cái đồng tiền đó mà nó phí phạm là bị la. Là hổ trưng mắt liền. Cứ mỗi lần mà thấy người ta tặng bông nhiều á thì ở nhà buồn, trời ơi, người ta tặng iPhone kìa chồng. Người ta tặng bó bông kìa chồng, người ta mua quần áo kìa chồng. Em nói, em nghĩ lại đi, anh có một cách nào đâu mà anh tặng. Tiền em giữ hết đúng không? Em giữ hết trơn tiền, cái em có dám tặng nhiều đâu. Tặng nhiều bị chửi. Tặng nhiều bị trừng. Nhưng mà nhiều khi nó nói chứ trong lòng cũng muốn lắm á chị. Thích được tặng này kia á chị. Hồi riêng mấy ngày lễ đó, ta giả bộ, ta để quên tiền đâu đi. Để 500 mà để 1 triệu gì 500 đó. 500 triệu trong bóp á. Trời ơi, ông nói vậy thôi chứ ông có quỷ đen nhiều lắm á chị.
Dạ. Nhưng mà kiểu như là tại vì sợ, không phải, sợ mua cho em là bị lộ sao? Dạ, dạ. Quỷ ta phải giấu chứ, bây giờ mua cho em lộ sao? Lộ dạ, đó. Dạ, không có cái quỷ nào mà em giấu được hết trơn. Xong... mà bà vợ em có cái hay. Cái hay là giống như là bà nghe người, người ta thì có cái giác quan thứ 6, còn bà có giác quan nguyên tuần luôn. Dạ. 2, 3, 4, 5, 6. Thậm chí em nói với anh Thuận nha, tiền á, em đi làm về, ví dụ như em làm MC bữa đó là em làm được 3 triệu, cái show đó là 2 triệu, rồi em được bo 1 triệu. Cái bắt đầu là em giấu bả, cái em về em đưa 2 triệu, cái em giấu là 1 triệu. Em bỏ vô cái vớ nè, bỏ cái vớ em để em góc á, mà không biết bà đánh hơi tiền sao, mỗi ngay cái đôi vớ lấy ra 1 triệu bà. Ông giấu tôi hả? Em đi giặt vớ. Ông đi làm về thì đồ áo quần rồi này kia em hay lục ra em coi cho ông hay nhét chỗ này chỗ kia đó. Bây giờ thôi, bây giờ nếu hết thôi, chuyện qua tật xấu của vợ đi. Vợ em thì em phải nói là trong 8 năm làm vợ chồng thì cái gì cũng được hết. Mà riêng một cái duy nhất là cái lề mề. Phải nói lề mề là lề mề sao? Trang điểm lâu lắm. Trang điểm là phải nhìn lại chân mày bên này mà cao hơn 1 cm cũng chùi sửa lại cho nó bằng. Đó, rồi son, tha cái son lên kia, anh ơi, son này được chưa? Kia nói, được rồi, em thấy chưa được. Chùi ra cái sơn cái son khác. Mà em lúc nào cũng muốn vậy, em lẹ. Cái gì cũng được. Nhưng mà mỗi cái trang điểm là lâu, thành ra thì em nghĩ chắc chỉ có em là người chịu đựng được nhất. Đúng rồi. Bây giờ ông ta qua hậu. Ta qua hậu ta ra là đường. Qua hậu là bắt buộc ta ra đường, ta phải đúng ta rồi. Phải o cái ngoại hình của anh ta rồi. Thế ra không có trách được rồi. Còn gì nữa nè? Bằng nghiện sắm đồ online. Trời ơi, mua gì? Hầu như mua hàng mà lần mà đặc biệt là mua quần áo. Rồi. Em thấy mỗi lần mà đi làm mà thôi, mà về nhà cái vợ ngửa ra cái là coi live chim. Coi live chim cái chốt đơn cái em nói một ngày là đơn hàng mà ship á, ship người ta tới mà em thấy em nóng luôn á, chóng mặt luôn đúng chóng không? Chóng mặt. Mua quá trời đúng không? Em ngồi em cứ can ngăn miết anh năn nỉ vợ bớt mua đồ đi. Thực sự em nói nếu mà chung quy ra một năm mà vợ em mua đồ online không thì em nghĩ rất là nhiều tiền. Mà có một cái là ví dụ như mua cái đồ đó 1 triệu, cái đồ đó 2 triệu, đồ 3 triệu, cái bắt đầu để nhiều lắm, nhiều khi không mặc á. Cái mấy chị em ơi, 20 phút nữa em thanh lý nha, em thanh lý nha, lời bán 90 ngàn. Mấy chị ơi, cái này em mua có lần một còn nguyên tem nguyên số luôn, em bán 80 ngàn. Có nhiều số, hạ giá. Rồi giờ mong muốn vợ đi đổi gì? Dạ, em mong muốn cái đó đó phải không? Là cái thứ nhất là trang điểm á, là người ta phải hình dung lại. Tại vì em có mong muốn là dụ như mình đi ra ngoài á, mình có cái thời gian nó vẫn tốt hơn. Ừ. Là để cái thời gian nó cận. Còn cái thứ hai nữa là bớt mua đồ online lại. Anh năn nỉ em luôn. Rồi tới Hà Lâm đó, mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ, với em thì bây giờ thì ông xã em hầu như là cũng là hoàn thiện rồi. Chỉ nói cái là anh ơi, anh đừng có mặc đồ rồi quăng chỗ này chỗ kia nữa. Em đi lượm rồi nhiều khi để trong góc trong đồ á, em tức phải lượm anh ra. Bớt bừa bộn lại. Dạ, đúng bừa bộn lại. Bớt bừa bộn lại. Dạ. Rồi. Bây giờ chị hỏi hai đứa này, tụi em đã có cái chế độ mà ăn uống rồi thì ấy để mà chuẩn bị cho có con chưa? Cái đó là tụi em phải tính. Bây giờ ở cái tuổi này là tụi em phải có cái chế độ ăn uống. Dạ. Ngoài cái chuyện là mình sinh hoạt vợ chồng ra cũng không phải là ngày nào cũng sinh hoạt là có, không có đâu. Thứ nhất là tụi em phải đi bác sĩ để có cái thực đơn về ăn uống. Dạ. Đó, và cái nó gọi là cái đồng hồ sinh học á, trong cái việc mà cái chu kỳ mà rụng trứng á, của người phụ nữ. Dạ. Bây giờ ở cái tuổi này tụi em phải có con liền. Thứ nhất khi em có con, ông này cũng sẽ bớt bừa bộn. Dạ. Tại vì bắt buộc phải giữ cái môi trường sạch cho con của mình. Dạ. Bà này cũng không còn online, online mua là tại online vì đó. Tiền là phải để dành cho con. Yeah. Em yên tâm như vậy đó, và lúc đó là vợ em sẽ không còn lề mề nữa đâu, vợ sẽ thay đổi hết, phải lanh lẹn để mà lo cho con. Yeah. Nói chung là nhìn các bạn thì anh biết là các bạn rất là khao khát có được đứa con. Thôi thì anh chúc cho vợ chồng Hà Lâm với Minh Đăng nghe. Hai vợ chồng cứ như vậy yêu thương nhau và lúc nào cũng nhường nhịn lẫn nhau, thấu hiểu nhau. Và cuối năm nay sẽ có tin vui. Qua năm sau, năm trâu vàng sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời, khấu khỉnh, đáng yêu đến với gia đình chúng ta. Chắc chắn nghe. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình á, ô sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. À là bạn này nói hay con nói? Con nói. Rõ là bên này chủ động đúng không? Nhưng có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Ông chủ động với tôi có giá hơn. Mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó.
Sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời, ông nội này sống sáng nội tới đất Thượng Cẩm Thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng, cái con mới chui cái đầu vô. Cái tự nhiên ông không có cái chắc, cái tự nhiên ông không có cái chắc. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào quý khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào cô Hùng Vân và anh Quốc Thuận. Chú luôn. Con tên là Tuyết Nhung. Năm nay con 31 tuổi. Hiện tại con đang làm vẽ tranh trên đá. Dạ, một cái đơn vị làm quà tặng nghệ thuật ứng dụng, Sở Nghệ thuật Triạc. Con tên là Võ, hiện tại con 31 tuổi và nó là đồng sáng lập của Sở Nghệ thuật Triạc. Song song đó thì con có một cái lớp học tiếng Anh nhỏ tên là Bob English. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Ấy nhau không kể. Quen nhau sao nhưng mà em nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Ở đâu không? Trong lớp chứ đâu. Thật lào. Thật lào. Con học ở một cái huyện gọi là Tam Nông. Nó có hai trường tiểu học, trường tiểu học Tràm Chim 1 và Tràm Chim 2. Thì lúc đó năm lớp 5, thì thật ra cái lần đầu tiên gặp nhau là cái lần trong hội thi đố em. À em, vậy hả? Em đã gặp nhau từ dạ, trong chương trình đó. Dạ. Thì đây Nhung là đội tuyển đố em của Tràm Chim 1. Con là đội tuyển đố em Tràm Chim 2. Nhưng mà thật ra lần đó gặp nhau thì nó cũng nhạt nhòa lắm, không có gì. Đúng mà cái lần học chung với nhau và có ấn tượng nhau nhất là năm lớp 6. Lớp 6 mà nó đã để ý năm lớp 6 là bắt đầu con để ý một cô gái khác. Một cô gái khác. Hồi lúc cái bạn Nhung có để ý một chàng trai khác không? Đúng ra là kể. con là tương tư ông này từ cái hồi lớp 6. Thật ra con yêu biết yêu từ lớp 2 rồi cô Dân. Con để ý cái bạn kia rồi, đối diện con. Con vẫn chưa thằng con để cô. Con để cô là 5 tuổi nó để ý xong xong con gái cô rồi. Và lúc đó là con thích cái hình ảnh của một cái người học giỏi, thư sinh. Đó thì con để ý cái ông này là từ cái hồi lớp 6 đến cái năm lớp 10 thì hai tụi con không học chung nhau nữa, chia nhau ra. Ổng thì học khối A, con học khối C. Đó thì cái một cái ngày đó thì ổng tới lớp khối C, ổng đứng ở trước cửa ổng đợi. Con tưởng là đợi con nhưng không phải, đợi bà kia. À tức là con nhận âm thầm cái bạn đó từ năm lớp 6 cho tới lớp 10 luôn. Không phải cô Dân nhiều lắm, 1 2 3 4 mà Huệ rồi Kim rồi Sầu Riêng gì Hoa Lan gì tùm lum trơn á. Thì thôi con mới quyết định là mình đi tìm một cái hạnh phúc mới. Lớp 11 thì con quen một cái bạn khác và cái bạn này cũng quen một cái bạn khác luôn. Tới khi mà năm 3 đại học luôn thì tụi con cũng bạc tính nhau, tụi con cũng không có liên lạc gì với nhau hết. Cho đến cái năm mình năm 3 đại học thì con nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó là con đang đi Đức Mẹ La Vang. Dạ, thì anh này mới gọi điện tới hỏi Nhung hả, bà đang đi đâu vậy? Xong con bảo là tôi đang đi chơi. À, bà đi chơi bà mua quà cho tôi nha. Cái sao tự nhiên gọi vậy? Thì bởi vậy, em nhớ vậy. Sự sắp xếp của anh. Vậy tại vì trước đó là Nhung tặng sinh nhật con một cái hũ kẹo. Là lúc đó có tặng anh thích hàng mát lắm. Nghe là cái hũ kẹo mà trong đó sẽ có thêm những cái tờ giấy nhỏ nhỏ như này. Nó sẽ cuốn lại sau đó. Khi mà mình mở ra mình đọc thì mới biết. Ví dụ như chúc anh lành hạnh phúc hay là luôn luôn vui vẻ cười nha. Vì tôi nhưng thích ông con... cười lắm. Lúc đó xong thì hũ kẹo nó bị kín. Sau đó thì bắt đầu con mới phải rửa hũ kẹo đi. Sau đó một ngày cầm hũ kẹo lên thì mới nhớ thì mới bắt đầu mới gọi điện. Cái hũ kẹo đó là con tặng lúc nào? Thời điểm năm đó là cũng năm 2, năm 3 đại học thì con mới sực nhớ tới ông này. Ủa nghĩa là lúc đó là con vẫn còn thương ông này hay sao? Dạ không, tức là khi mà hai đứa có một cái mối tình hồi năm cấp 3 rồi thì lên đại học là tự nhiên rã ra hết. Lý do gì con tặng ông một hũ kẹo mà nó rất là tình cảm ở trong đó? Nhật, lúc đó sinh nhật, lúc đó là sinh nhật. Dạ đúng là sinh nhật, dạ. Nhiều khi là sếp mà tặng cho thằng kia. Bây giờ mà cho ai chứ tặng á. Đúng chưa tay rồi, rồi. Bắt con này. Thì uổng quá, cũng lao mình sếp. Ách qua ông này luôn. Thật ra là cô Dân nói vậy là cũng đúng. Tức là con nghĩ là nó chỉ là một cái món quà tặng bạn bình thường. Ông cười đi, tôi rất thích khi ông cười. Ví dụ vậy trùng tính tặng ai không được. Như vậy là khi tao làm sẵn rồi, cái tao chưa kịp tặng ai, tao tặng mày, mày về mày tương tư chứ bộ. Vậy là coi như là bỏ. Là cứ nghĩ là bạn này vẫn còn thích mình. Dạ đúng rồi. Ủa vậy hả? Sau đó là mới gọi điện cho Nhung. Dạ đúng rồi. Là nói Nhung nhớ về tặng cho tôi quà nghe. Tại đang đi du lịch mà không có tặng không Nhung. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Và đó là món quà gì? Nghĩ trong bụng nói trời ơi ông nội này tự nhiên nói vậy giờ không để nó không. Ừ. Không mua đại cái gì đó. Thì lúc đó con đi Đức Mẹ La Vang thì nó bán rất là nhiều những bức tượng. Cái con mới mua một cái bức tượng Đức Mẹ Maria Cẩm Thạch về thì phải tặng thôi. Hai đứa mới hẹn hò nhau. Mà thật sự là bây giờ em không nhớ luôn tại sao mình lại chọn cậu ánh sao luôn vậy. Tại
tại vì cái cầu ánh sao đó là nó rất là nhiều cái cặp đôi đi vô đó. Lãng mạn. Dạ lãng mạn. Mà bước vô thấy ta nắm tay rồi người ta ứ ừ quá trời luôn. Có tà ý sẵn trong đầu rồi. Thấy không? Chuyện qua gì xảy ra? Cầu ánh sao thì có chuyện gì xảy ra? Dạ. Qua cầu ánh sao thì vẫn như những cặp đôi khác. Chúng con lon ton trung tăng thì mình á, ồ sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. À là bạn này nói hay con nói? Con sao nói, nữa? Con nói rõ là bên này chủ động đúng không? Ờ nhưng mà có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Nắm luôn chứ nắm gì. Ồ nắm vậy luôn hả? Hai đứa mới tìm một gốc cây, ngồi xuống gốc cây cái con này nè, tặng quà nè. Cái này cái tượng này hay lắm nha, cái tượng này là nó phải phát sáng trong lúc tối đêm tối là ông trưng lên bàn thờ là nó sẽ dạ quang ra. Đẹp lắm, đẹp. Xong cái ông lấy cái áo khoác á đùm đầu ông vô, cái ông la lên sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời ông nội này sống sáng nội tới đó thường cẩm thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng cái con mới chui cái đầu ông vô, cái tự nhiên ông không còn cái chắc, cái tự nhiên ông không còn cái chắc dính. Trời ơi cái kế hoạch của con sao, con nói cô nghe coi. Con đâu có kế hoạch gì đâu, con bị dụ mà. Tại sao lúc đó con dụ lại con chơi cú chót vậy? Con nghĩ là cái này nó xuất phát từ trong quá khứ nhiều hơn á. Con nghĩ là thật ra trong quá khứ là lý ra là con với Nhung đã yêu nhau từ năm lớp 8 rồi, chứ không phải là mình phải đợi tới năm 12 hay là tới năm 3 đại học này nọ đâu. Lúc đó còn nhỏ quá mà, ý là bạn gái là phải đẹp, đúng không? Bạn gái phải cao ráo hot girl này nọ. Tại đợt đó mình trong trường mình cũng có số máu Nhung có một cái là rất là thấp. Thì chính vì cái đó thật ra lúc đó cũng rất là có cảm tình với Nhung á. Nhưng mà đợt đó con nghĩ là chính vì cái đó mình không quen. Ủa sao bữa sĩ diện tuổi học trò. Đúng rồi, sau đó tới năm lớp 11 giả vờ hỏi hỏi, ủa bà có bạn trai chưa? Nói chưa. Cái lúc đó mình cũng mừng mừng. Mình tưởng thiệt. Nhưng mà ai ngờ nó giống. Tại lúc đó là trong lúc đó là Nhung cũng đâu chờ mình hoài được. Lúc đó cũng quen một người khác rồi. Đúng ra là con đã có cảm tình với mình từ lúc đó rồi. Chờ cơ hội rồi đúng không? Ở đây mình phải nói vấn đề nếu như không có chủ đích mà săn đúng cá đó hoặc là săn thỏ đó thì lý do gì mà kêu người ta không, hiểu không? Là không có chủ đích thì thành. Nhưng vậy tại sao nghĩ là cái can đảm ở đâu ra mà con dám cưỡng hôn người ta ở trong cái áo choàng đó? Lúc đó tất cả mọi thứ trong quá khứ với lại những cái môi trường xung quanh nữa, Nhung đi chơi thì cũng có make up này nọ kiểu. Đến bây giờ con vẫn tự tin là ổng bữa đó ổng gài con. Mặc dù là mình thích ổng trước thôi nhưng mà ổng đâu có đồng ý. Nhưng mà tới khi mình không có sẵn sàng nữa, mình bình thường hóa cái mối quan hệ thì ổng làm những cái việc như vậy. Ông chủ động với tôi. Tôi có giá hơn, mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Như vậy thì hai bạn như là quen nhau, là có gặp nhau thường xuyên không? Tính ra là cái mối tình của tụi con là yêu xa nhau nhiều lắm. Xong khi mà ra trường thì Võ đi làm dầu khí ở Vũng Tàu. Con thì ở Sài Gòn, trưa công ty thứ bảy mới xong. Cứ là 12 giờ cái bon một cái là bắt đầu là con chạy xe máy ra, leo lên xe Hoa Mai. Đi cái bèo xuống dưới Vũng Tàu thăm ổng. Còn cái ngày nào mà ổng đi dạng khoan mà nguyên một tháng là cứ ổng đáp, ổng vô bờ liền á, là bắt đầu là ổng mặc nguyên cái bộ đồ mà dầu khí, mà bộ đồ màu cam mà nó dính cái quần nguyên cái áo luôn đó. Dạ là mặc nguyên bộ đồ đó leo lên xe mai đi về tới đây Nguyễn Thái Bình con ra con đón. Là con mỗi lần con bước xuống con thấy xúc động lắm. Nhưng mà tụi con thời điểm như vậy là mất bao lâu? Yêu xa là khoảng 3 năm nhỉ? Dạ đúng rồi. Rồi tụi con yêu nhau được bao nhiêu năm thì cưới? Tụi con yêu được 4 năm. Bên nào là hối cưới? Con hối cưới. Con hối cưới. Để em kể lại khúc này một xíu nữa. Cái khúc mà cưới này nó mới hay nè. Trước đó đi làm dầu khí, công việc rất là tốt, thu nhập rất là ổn, tiền rất là nhiều. Mà đúng là lúc đó là tiền nhiều thì rủng rỉnh túi. Lúc đó rất nhiều người nói là Nhung quen Võ vì tiền. Rất nhiều lắm, nhiều lắm. Từ năm 2014 tới năm 2016 là tụi con yêu xa. Tới năm 2016 đùng một cái khủng hoảng dầu khí xảy ra. Thì lúc đó nó cắt giảm nhân sự và con bị sa thải. Tới cuối năm 2016 về lại Sài Gòn thì lúc đó chưa làm gì cả, mức lương từ 40 triệu rớt cái bạch xuống còn 4 triệu. Cái giai đoạn mà Nhung đòi cưới á không phải là giai đoạn mà 40 triệu. Đó là giai đoạn 4 triệu. Tại yêu thiệt mà chứ đâu phải có cái chuyện người đời người ta nói gì kệ người ta đi. Dạ, đúng rồi. Con chỉ muốn thêm vào một chi tiết ấy là một người có thể gắn bó với mình lúc mình giàu cũng như lúc mà mình không giàu thì người đó chắc chắn sẽ đi với mình lâu dài. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau được 4 năm. Dạ. Rồi có mấy bé rồi? Dạ có một bé 20 tháng. Một bé như vậy là về ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra hết đúng không? Chờ em nói trước đó. Anh nói trước đi. Thôi anh nói trước mà còn em không nói được nữa. Em nói trước đi. Thật ra là ngày xưa thì con bực dọc ổng nhiều thứ lắm. Tính con thì hay kiểu
khó tính á, ông này thì được cái là ông hay chọc, hay xàm xàm á, nên là con cũng hơi bực bội, mà một ngày cãi nhau cũng đau chắc mười mấy lần á. Con thì rất là khó ngủ, ổng thì ngáy, ngáy dữ lắm, cho nên nhiều khi ngáy vậy thì mình bực bội. Mà chồng có vô tâm không? Dạ dạ có. Ví dụ như là hồi đợt con đi về với lại quê của anh Võ, con đi đám cưới của con của một bác nào đó, bạn gái mà mới về thì cũng được dòm ngó lắm, con chào bác, con chào cô, con chào thím, con chào mợ, con chào ông, con chào bà, chào hết đó. Dạ chào hết đó, dạ nói chung là chào hết. Dạ thì cái khâu chào đó nó tốn khoảng đâu đó khoảng gần tiếng đồng hồ cho cái tiệc đó. Thì lúc đó mình cũng hơi cồn cào nè, tới lúc mà con định ăn thì con nhìn lên trên cái chén của con nó không có đũa. Dạ mới quay em hỏi em ăn đi, em ăn đi. Cái con nói đũa đâu anh? Thì ông mới nói ủa vậy không có đũa hả? Kiếm đũa em ăn. Dạ mời con vô. Dạ chú thím là để vợ mình đi. Mình dạ lên. Một hồi thì con mới khát nước quá, con mới quay lại anh ơi cho em miếng nước đi. Thì mới nói ủa em không có nước hả? Đi kiếm nước em. Dạ đó là không có miếng nước luôn, mà cũng không có cái gì luôn. Ý là con quên, con nghĩ có tay mà, có tay đúng không Vũ Thịnh, đâu phải là không có tay đâu. Mấy cái chuyện mà ví dụ mà như đội nó mạo hiểm hay là tặng hoa vợ ngày kỷ niệm hay là cái gì đó thì nói chung là đối với con là con quen rồi. Là không có xảy ra. Dạ. Tất cả cô gái đều muốn ví dụ như lên xe đi anh sẽ cài nón bảo hiểm, hoặc là anh gỡ ra một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm đúng không? Hay là chứ sao ai mà không muốn vậy? Phụ nữ là đi. Tại vì á con biết không, có những ông chồng á ngộ lắm, vô tâm tới cái mức như vậy nè. Nhưng mà không phải là vô tâm nữa mà chỉ là vô tâm với vợ thôi. Ví dụ như vô cái bàn tiệc vậy đó. Gấp cho hết mọi người. Gấp cho hết phụ nữ các thứ. Vợ mình quên cái. Có. Còn cái gì nữa không nè? Dạ. Con nhớ rồi. Mới cãi nhau nãy luôn. Ông ấy thích quậy. Ví dụ như là con pha cái ly cà phê, mỗi lần con mở cái bình giữ nhiệt con lên là không còn miếng nào. Mà ý như rằng nha, nói nhiều là anh ơi anh đừng uống chung với em nữa. Hai đứa pha hai ly đi. Không, thích uống chung con, thích quậy á, cái mỗi lần con uống ủa hết rồi mà chưa hết được miếng nào luôn. Hai hớp ba hớp của ông tu một lần là coi như là như uống trà đá vậy đó. Đó là vô tâm hồi nãy thôi, nói tóm lại là Quốc chỉ có một cái là vô tâm thôi. Là mong muốn thay đổi là cái bớt vô tâm thôi đúng không thôi. Mong muốn thay đổi hiện tại con là anh đừng muốn chung nước với em nữa. Vấn đề chung là không phải là mình muốn chung mà làm biến pha. Là phải có người, nếu mà có người pha riêng cái là được làm biến vậy là dạ, đúng vô rồi tâm. Rồi bây giờ tới con đó. Con nghĩ cái điểm mà xấu nhất cũng như là tốt nhất của Nhung đó là kiên định á. Ý là nếu mà nói về hướng tích cực là kiên định, còn nếu mà nói hướng tiêu cực là lì. Tới lúc nấu đồ ăn mình đói quá rồi, tới 12 giờ và mình có một cái tật xấu ăn là cũng nếu mà có gì ăn anh thọng đại họng cũng được đó. Không, em phải nấu cho nó thật là chuẩn chỉnh. Nấu tới 2 giờ chiều. Wow lắm. Nhưng mà nếu mà một lần thì mình có thể tha thứ đúng không? Nó kéo dài trong nửa năm. Bây giờ là con mong muốn không thay đổi gì? Nếu mà nói theo kiểu đạo đức giả là anh không cần em thay đổi gì cả, anh yêu con người của em rồi. Nhưng mà nói kiểu đạo đức thật là ý là thật ra cho dù em thay đổi cỡ nào cũng sẽ có cái không hài lòng thôi. Vậy con nói với Nhung ấy là thay đổi cũng được thôi, nhưng mà mình sẽ cảm thấy xa lạ. Và mình cảm thấy cái người đó mà phải người mình yêu không, vậy thôi mình đi yêu một cái cô nào đó chứ cần gì phải yêu cô này. Nói chung là nghe các bạn chia sẻ những cái câu chuyện cho dù là những cái câu chuyện về quá khứ các bạn yêu nhau như thế nào và ai là người coi như cưa, ai là người chủ động trong tình yêu, hay là đến cái chuyện mà các bạn hiểu nhau trong cái cuộc sống hôn nhân của các bạn, thì thật ra nghe cả chuyện khui tật xấu các bạn khui cổng ra đó mà là đủ thấy được là trong cái đời sống hôn nhân các bạn gần như là các bạn đã rất là hạnh phúc rồi. Thực ra là đối với tụi con á, cô tin cái điều mà Võ có nói hồi nãy là với một cái người mà họ đồng cam cộng khổ với mình từ lúc mà mình có nhiều tiền cho đến lúc mà mình hết tiền ha. Cô tin chắc là tụi con sẽ có thể nắm tay nhau đi một con đường rất là dài. Thì mong là tụi con sẽ là như thế. Xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mấy bắp đít nhỏ kia. Mấy bắp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại. Cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi, lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ không dậy, nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ,
ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thật ơi là thật. Ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ, làm bên Cộng Hòa. Rồi, mời con em vợ Thạch. Dạ, con tên Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà, tại vì con có hai em bé nhỏ. Dạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ, em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghĩ ngày sau đó, em vô cái mới thấy bạn này mới quá. Tại vì hồi xưa là con có quen một bạn xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn, mấy năm trời luôn. Giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái đến khi gặp cô này, Cái niên thích, cái như bị tan chảy vậy. Cái là con gặp Nhi một cái là con tan chảy trái tim luôn. Đúng rồi, trái tim hóa đá luôn. Tại vì mấy chị trong đó toàn là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao? Tại vì dạ đúng rồi, con lại con nói chuyện. Ủa bạn mới hả? Sao để tóc ngắn xinh vậy? Rồi còn bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô. Lúc đó con chưa có biết tuổi, tại con nhìn mặt thập già quá, cái con xin anh. Mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi. Cái con mới nói là thôi Thạch ơi, kêu chị em đi, tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà. Cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết, đừng xưng chị em. Nhưng mà lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi. Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn. Cái suy nghĩ chắc không được đâu. Mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi, cứ từ từ tính. Tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn đồng nghiệp biết tâm đúng sự không? Là con thầm vậy là bao lâu? Chắc mấy tháng á, hai tháng. Xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung mới biết là sao sắp chia tay với bạn trai rồi. Khoai đúng không? Dạ. Cái mấy anh kia nói họ cứ vô tấn công. Nói thôi người ta mới chia tay mà niên bay vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô cái quen luôn. Cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh ấy anh tấn công như tấn công thế nào? Sao? Tấn công nhẹ tấn công nặng? Dạ có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong rồi giống như có giác quan thứ 6 á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò ở trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về rồi mẹ Thạch la. Cưng quá. Thiệt thà quá. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương thiệt. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á, thì đi uống nước, cái xong đang uống nước nói chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa nha Nhi, Nhi ngồi đây mình nha Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á, tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa, giống như là cứ đi với nhau mỗi ngày từ từ, thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á, ổng mạnh dạn nhất có thể đó. Mạnh dạn nhất có thể á. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con để con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Cây. Mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con luôn. Như mèo hôn gì đó không biết. Hôn má hả? Rồi liếm mặt luôn. Để nó nghe nè. Mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa.
Còn dữ người hơn. Ông đánh dấu á, để về. Bà dân bà tả luôn, chết bà giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không? Nó ủa sao không kỳ vậy? Lúc đó cảm giác con sao? Nhộn chết luôn. Con nói là hoa mốt đừng có hôn nữa. Mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu. Ừ. Vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con hôn kiểu đó không? Hay là lần không, sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Dạ, dạ. Chỉ có lần đó duy nhất thôi. Không, dạ. Cũng gần cả tháng á. Cả tháng là hôn cứ ướt ướt. Là ướt nhẹt mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Ừ, hôn coi có bị chét phấn được không rồi sẵn thử luôn. Ai nhờ không có chét phấn gì hết. À, tức là để mặt mập đó hả? Dạ. Để mặt mập. Trời đất ơi. Trời ơi, mất. Ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mọc. Dạ, đúng rồi. Không? Bây giờ thì biết cô hôn quy hoạch rồi đúng không? Dạ. Quy hoạch cái bờ môi thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Ờ, bây giờ người lớn, bây giờ người lớn ra chưa? Hay là vẫn còn con nít, bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ, vừa cũng còn nít, vừa 50 nít, 50 lớn. Ủa có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không? Làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà trước mặt con? Dạ con không thấy cái con. Tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi. Cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Rồi con hứa nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ. Con lúc đó con khai trước mà, nhớ khai trước. Không có anh Vũ kể. Hồi sáng ông mấy ông làm chung á, ông cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái. Cái thật. Vô mặt. Thấy không, lần sau ra bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hai bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi. Là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ, con nằm trong viện chắc cũng 1 tháng á. Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Là Thạch chăm sóc, nó biết chăm sóc không? Dạ biết, chăm sóc chu đáo luôn. Dạ. Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy á, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không. Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là 1 năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng thì lúc đó là có 2 cái túi phổi, túi phổi dự trữ á, cô với chú, giống như nó xẹp vô vậy á. Khi Thạch mới dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. Vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có 2 em bé được chứ, đúng không? Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Được 4 năm rồi. 2 đứa con. Vợ có gì, có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng tính. Mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thớt vậy. Cái như là đi ngoài đường, thích cái món đó, món ốc đi, ghé ngang. Lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố á. Về luôn. Coi như dễ tụt mút. Dạ đúng rồi. Dễ tụt mút lắm đúng không? Dạ đúng. Chứ không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh Thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Hôm nay là dễ bị tụt mút. Dạ. Có không? Ít quýnh lắm, kia có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ. Phải chịu biết thôi. Vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn cái gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có khó tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý cái là bập liền à, chửi. Cái lộn cũng hay cằn nhằn lắm. Nói chung là khó tính nè, cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Rồi còn gì có ghen không? Lúc đó. Lúc đầu á yêu thì la thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen. Giống như đi làm á, cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào. Nhắn tin lại, cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu. Giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Tại sao anh lại kết bạn như chỗ này, đúng không? Vậy giờ mong muốn Nhi thay đổi điều gì?
nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi phải không? Dạ, đúng rồi. Ghen là cho phép cho quyền. Dạ, đúng rồi. Cho quyền ghen. Miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng, đúng không? Ừ. Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng khiếp. Nít mà, giống như mới là... có 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi cái không có chịu giữ á cô. Con nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thôi, có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu, không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra cái về nhà được mấy ngày, tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn á cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi, lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con nhưng làm mà... sao mà để cho Nhi thành có ba đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc, có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch. Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ, ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt quá cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Trời ơi con biết sao không? Nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con có chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Dạ. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Dạ. Mệt con chứ không mệt ai. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con dẹp thành 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ. Dạ, hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Hay quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Vậy mà nói nó vô tâm cái gì. Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy. Đứng dậy nhận. Trời ơi. Ôi cưng ghê. Nó xúc động rồi. Ôi. Vợ con cũng biết luôn, con giấu tới giờ. Con quá hay, cái đó là con quá hay luôn. Rồi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Rồi, cảm ơn. Cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng ôm cái dính luôn từ đó dính luôn thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama vậy. Lắm cô, bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Gia đình cục xúc. Trời, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Mời hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau á là lúc 7 năm về trước rồi thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa, rất là giống BD luôn con. Rất là giống BD luôn. Hai đứa tại vì mang đồ body, rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Tí xíu cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi cùng? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bạn ảnh thì hai bạn cứ chơi vậy rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu hai người này qua chơi luôn đi.
thì cái con xỉn say xỉn, ồ anh như qua bên này chơi với em đó, kiểu như vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào anh nhắn tin, ảnh say hi là ồ là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao, con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái sau mà nhảy nhót cho lắm đúng không? Dạ, không phải nhảy nhót như cái miệng á, cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á dớt thì luôn. Mình dớt luôn. Ủa sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng, cái sau nghĩ lại cái sau dớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á, thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà, thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh Tây, rồi mình kiểu mình vịn tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh Tây đó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh Tây kia, kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 con. Dù là cũng mến mến bạn ghê đúng không? Con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng, thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm luôn con. Dạ cũng 2 tuần. Trời ơi, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Cái cục mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn, mà lần đầu tiên con bị đè, cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á, khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt tại con phải tiếp bánh bèo. Mà không thể nào con ngủ lại được nữa, thì ảnh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về, xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa đó hả? Dạ, về bệnh về nhà con. Dạ. Ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ, cái qua ngủ tạm vài hôm, cái vậy đó cô, cứ 1 tháng là full cái tủ đồ ở luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á, là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không? Tại vì chia tay trên dưới 8 cũng rồi. Nhiều tại vì từ nhỏ cùng ở nước ngoài, xong rồi cái lối sống, cái lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống. Nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama vậy. Lắm cô, bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mặt drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là đó, thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà
tức tới nỗi mà kiểu anh không có ở nhà, nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi, mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dạy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót, người ta ôm vô lòng đó, đúng không cô? Không, lạnh lùng luôn, chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ cũng buồn, nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, mà cái sự đơn giản đó là tâm như lai con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều, mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống rồi say nào không may mà cứ say lên. Xong rồi cứ nít ơi, tại vì anh này con hay kêu anh là Nick. Rồi con khóc lóc, rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái qua sáng hôm sau bình thường lại. Bình thường. Là chị theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... Lúc đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là, bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là ảnh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn. Ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ có mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử á, thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ Giang trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát đa, nên tật xấu thì chắc cũng chút thôi. Dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những gì cái mà điều. Không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái sự đó, đó là đó. Tật xấu đó, đó. Dạ. Con thấy chưa, nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái đặc điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè, rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang nữa. Dạ. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Dạ không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở lẫy nhà kêu xa, nhưng mà về nhà là rất hết là sức là giản dị đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Như vậy á, thực ra là nó không phải là tật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặng ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng, không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề
thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn. Và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn. Có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao á. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai? Không ai nói tới ai luôn. Con cũng rất là lì. Con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ, khó chịu lắm. Kiểu ảnh không biết nói gì á. Chứ không phải là kiểu ảnh cố tình lầm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh anh con cảm giác là anh thương con hơi nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à? Chứ cái việc đó là việc đàn ông phải làm rất là nên. Không, dạ. Ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được. Tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Dạ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Yeah. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con đó. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Cảm ơn Giang với Hưng. Dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son.